59 nha mọi người. Hồng Đại chọn 59A. Kiều Anh chọn 59A. Nguyễn Tuấn Kiệt chọn 59A. Bạn Thiên Nè chọn 59C. 3 trên 4 bạn chọn câu A, và câu A là một câu trả lời không chính xác. Đáp án chính xác là câu, đúng rồi, đáp án chính xác là câu C nha các bạn. Câu C, how much does she weigh now? Đúng rồi, how much, công thức sẽ là how much does something cộng với lại động từ. Đấy, ví dụ như là how much does it cost? Có nghĩa là cái này bao nhiêu tiền? Chữ it ở đây chính là something và động từ là chữ cost. Trong trường hợp này sẽ là how much does she weigh, là cô ấy nặng bao nhiêu cân? Các bạn ghi nguyên câu hỏi này ra cho Quỳnh đi mọi người cho nhớ. How much does she weigh là cô ấy nặng bao nhiêu ký? Các bạn ghi đúng nguyên câu này luôn cho Quỳnh nha. Các bạn ghi ra đi cho nhớ nào. The baby so big. Trời ơi, đứa bé nó bự quá à. How much does she weigh now? Giờ nó nhiêu ký rồi? How much does she weigh? Các bạn ghi nguyên cái câu, các bạn ghi nguyên cụm từ này luôn cho nhớ nha. Chữ weigh động từ có nghĩa là cân nặng, weigh có nghĩa là nặng, nặng bao nhiêu cân đó mọi người. Và câu này how much does she weigh? Theo Quỳnh á là cái câu này chỉ nên dùng với lại chủ từ là she thôi ha các bạn nha. Nên dùng với thầy thôi, đừng áp dụng, đừng có áp dụng bừa bãi ha các bạn. Bỏ chữ e, rất nhiều bạn đang ghi chữ quay có chữ t. No 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 no, chữ quay mà có chữ t là danh từ, các bạn cẩn thận lưu ý. Có mấy bạn đang đánh có chữ t, chữ weight là danh từ cân nặng, các bạn sửa lại cẩn thận nha. Weight mà có cái chữ t nó là danh từ cân nặng, còn động từ là quay không có cái chữ t, cho nên chữ quay đây các bạn thấy không, không có chữ t nè. Bạn nào ghi lại bị sai sửa lại cho Quỳnh. How much does she weigh? Rồi nghe giải thích nè. Câu này không được ghi với chữ du nha. Mình hỏi does she weigh thì được, đừng có hỏi how much do you weigh nha. Câu này không, cái này mình tô màu, đừng tô màu đỏ. Cái này mình tô màu tím đi, buồn bã. Câu này không xài nha các bạn. How much do you weigh? Nếu mà các bạn không muốn bị bầm mắt hay là bầm mũi gì đó, hoặc là không muốn tình yêu nó bị rạn nứt, thì các bạn không nên đặt những câu hỏi như thế này ha. Dạo này tao thấy mày hơi mập á, mày nặng nhiêu ký rồi? How much do you weigh? Không hỏi những câu này nha các bạn. Mày mày nặng nhiêu ký rồi? Hỏi bé được, các bạn thấy chủ từ chưa? The baby is so big. How much does she weigh? Ôi con bé nó bự quá à, nó nặng nhiều cân rồi. You are so big. How much do you weigh? Trời ơi, sao mày bự quá vậy? Mày nặng nhiêu ký rồi? Bạn thấy chưa? Các bạn thấy không? Em cảm ơn anh Tom. Không nha các bạn nha, không đặt những câu hỏi này nha. Rồi bẹt bẹt liền kiếm cái câu nào với từ weigh. Đây kiếm bây giờ câu này với từ weigh, có câu này hay với chữ weigh nè. Weigh là cân nặng, weigh là cân nặng. Kiếm một câu ngôn tình sến sẩm nha. If weigh là cân nặng, if the world. Câu này giờ mở nhạc nè, nay ít người thì mình mở nhạc cho mọi người nghe được. Music. If the world seems to weigh on your shoulder, if the world seems to weigh on your shoulder. Câu này các bạn dịch được không mọi người? Không, câu này ngọt ngào đó các bạn. Hôm nay 20 tháng 10, câu này ngọt ngào không có buồn. Rồi nếu mà thế giới này đè nặng lên đôi vai của anh, nếu thế giới này seems to là có vẻ như, weigh là cân nặng, thì weigh on your shoulder ở đây chính là đè nặng lên đôi vai của anh. I will be your strength to take on the world. Thì em sẽ là sức mạnh để anh đối diện với thế giới này. Dễ thương à. Sao tự nhiên tôi tự viết ra xong tôi tự thấy dễ thương à. Đọc lại nha Đọc lại nha. If the world seems to weigh on your shoulder, I will be your strength to take on the world.
Nếu mà thế giới này đè nặng lên đôi vai của anh thì hãy để em là sức mạnh của anh để đối diện với thế giới này. Nếu trái đất dường như là gánh nặng trên đôi vai thì em sẽ là sức mạnh để đối diện với thế giới. Take on là đối diện, chấp nhận thử thách chứ không phải là gánh thế giới, không phải như vậy. Không sao, tôi có khuyến cáo trước rồi, tôi không sợ. Em kết cô rồi hả? Em cảm ơn anh Tom. Tôi có khuyến cáo, có một cái bảng màu vàng ở dưới rồi. Lớp học có chứa nội dung ngôn tình sến sẩm rồi, cân nhắc trước khi xem. Đã nói nó sến lắm rồi.